Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật và Toán. Hôm nay Toán sẽ chia sẻ một tuyệt chiêu của ông Lý Tiểu Long. Thì hôm nay bạn sẽ học một bài cực kỳ là hay, và từ trước đến nay bài này là bài dành riêng cho các bạn là tấn công. Thì trong võ thuật thì các bạn phải hiểu rằng là khi mà các bạn học được một tuyệt chiêu để tấn công đối thủ thì các bạn phải là ai thì các bạn mới được học cái tuyệt chiêu này. Thì thường thường là các bạn đến các câu lạc bộ hoặc các võ đường thì các bạn học là các bạn chỉ học thủ vệ, giống như là học võ nha. Nguyên lý của học võ là tránh né, đỡ gạt, tấn công lại đối thủ. Ông thầy nào cũng phải dạy là các bạn phải tránh né, đỡ gạt rồi mới đánh lại đối thủ. Thì chia sẻ với các bạn rằng là tại sao là như thế. Thì nguyên lý của ông thầy luôn luôn là muốn học trò của mình là đúng. Khi mà va chạm một ai đó đi chăng nữa thì theo công vị của luật pháp, theo công vị của con nhà võ thì các bạn là phải đúng pháp luật. Thì các bạn dùng võ để tự vệ, khi người ta lao tới đánh các bạn tránh né hoặc các bạn đỡ rồi các bạn tấn công lại, thì là các bạn là dùng võ để tự vệ, nên là luôn luôn các bạn đúng. Thì không ai dạy các bạn đi đánh trước. Đấy, không ai dạy các bạn đi đánh trước. Tùy theo tình huống, ví dụ như các bạn đánh trước là tình huống như thế nào, mà muốn đánh trước là phải các bạn là phải đạo đức như thế nào. Thì mong rằng các bạn xem video ngày hôm nay là nhớ giữ đạo đức nha. Và học võ không phải để đánh nhau nha. Hôm nay xem trong video của ông Toản áp dụng là đi đánh nhau là mình là có tội đấy, mình là mang nghiệp, nên là anh em mang cái tính chất là tham khảo đấy, để áp dụng khi mà chúng ta gặp tình huống xấu, người xấu, kẻ xấu. Ví dụ ngay cả mình đi, ví dụ như gặp tình huống xấu cũng phải có những cái đòn đánh trước thôi, để người ta đấm một cái là mình xong rồi đấy, mình không còn có thể tự vệ được nữa rồi. Khi một người cao to hơn nữa đánh một cái là mình đã choáng rồi, làm sao mình tự vệ được. Đôi lúc cũng phải đánh trước. Thì trong cái bài video hôm nay đặc biệt là mình sẽ chia sẻ kỹ năng đánh trước. Cái kỹ năng đánh trước này thì nó đòi hỏi là mình vào bài ngay luôn nha anh em, tập trung nha. Kỹ năng đánh trước là nó đòi hỏi là chúng ta phải sử dụng tay của bát quái. Chúng ta che mắt đối thủ, sau đó chúng ta ra đòn tay hoặc ra đòn chân. Ví dụ như bây giờ nha, đây là camera, đây là ngang ngang với mình này, cách gần gần mình đây. Đây là mình đã đánh xong rồi. Thì thứ nhất là mình sẽ sử dụng tay bắt quái để che mắt đối thủ, là cái ngón tay của mình là sẽ thẳng về phía mắt đối thủ để che mắt đối thủ như vậy. Nếu đối thủ có lao tới thì cái mắt của người ta sẽ bị chọc vào cái ngón tay của mình, nên là mình thứ nhất vừa giữ được khoảng cách, vừa che mắt đối thủ, vừa giữ được khoảng cách. Thứ hai nữa là người ta không thấy được mình giấu cái đòn đấm của mình. Khi mà mình đang che mắt mình đấm như thế này là người ta sao thấy. Nếu mà khoảng cách xa hơn thì anh em biến hóa cái này ra, tức là ở xa hơn anh em che mắt thì anh em đá được đấy. Chúng ta che mắt là chúng ta đá đấy, thì chúng ta có thể rất là nhiều đòn để chúng ta tấn công. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tay của chúng ta phải để như vậy, nhưng mà để như thế này thì nó chưa nguy hiểm, chưa đáng sợ và chưa che khuất tầm nhìn, nên là tay của chúng ta để theo hình bát quái để che mắt như thế này người ta mới sợ đấy. Sau đó chúng ta đánh thì ông Lý Tiểu Long cũng có rất nhiều đòn đấy, ông có thể che mắt này này. Thứ nhất là ông Lý Tiểu Long nha, cái hay của ông Lý Tiểu Long là ông ấy tốc độ nhanh, khi mà ông đấm xong giật nhanh hạ bộ liền. Ví dụ như nhau Lý Tiểu Long đấm xong đấy, một hai đấy là ông đánh ở trên xong á, thì tay đang ở dưới thì ông đánh hạ bộ luôn. Thì ông hay ở chỗ là tốc độ nhanh, thứ hai nữa ông cũng ra được hai đòn hiểm. Nó cái đòn này nó cực kỳ hợp lý với người châu Á của chúng ta, đặc biệt là người Đông Nam Á và đặc biệt với người Việt Nam nhỏ con cũng đánh với người lớn hơn, thì chúng ta phải sử dụng đến những cái đòn hiểm. Ví dụ như đòn này người ta đỡ được thì còn đòn hạ bộ này, ví dụ như là như vậy. Ông Lý Tiểu Long rất nhanh, đánh một lúc hai đòn. Đối với người to con như vậy thì chúng ta không thể nào một đòn mà knock out được. Thì đôi lúc chúng ta đánh một lúc hai đòn như vậy thì tỷ lệ thắng của chúng ta nó cao hơn, đặc biệt là những người cao thủ là quyền tiên giao tiếp, là người ta chuẩn bị combo đòn rất chi là nhiều, chứ người ta không sử dụng một đến hai đòn đơn đâu. Mình chỉ các bạn là hai đòn đơn, nhưng mà các bạn phải sáng tạo ra đòn thứ ba của các bạn là gì. Nếu bạn nâng cao trình độ của bạn trong võ thuật, chúng ta phải nâng cao trình độ mình lên đấy, chúng ta không nên dập quân mà chúng ta luôn luôn là phải nâng cao trình độ. Ví dụ như đấm xong thì đòn tiếp theo là đòn gì đấy, ví dụ là như vậy. Ví dụ như đòn đá đi, ví dụ đá xong là đòn tiếp theo là đòn gì đấy, nó có rất chi là nhiều đòn. Ví dụ đá xong là đấm gì đấy, đấy đấm xong thì làm gì, đấm xong rồi đấy hạ bộ được cơ mà, thì chúng ta biến hóa nó ra. Khi chúng ta đánh một đòn đơn đôi khi người ta né được, chúng ta đá một cái người ta né được, đá một cái người ta bắt được thì sao, thì chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng cho cái tình huống tấn công, nên người ta mới gọi là võ công. Nhiều bạn chưa hiểu từ võ công đâu, nên là chúng ta có võ là chúng ta cũng phải biết công, chứ chúng ta không thể nào thủ được mãi được, chúng ta cũng phải công với thủ nữa.
nên là võ phải biết công đấy, nên là chia sẻ cho anh em mà cái này là nhớ sau này là đừng có nói là ông Toàn chỉ nha. Ông Toàn chỉ tay thế này thế kia này, chọc mắt thế này thế kia là rất nguy hiểm ấy nha, nên anh em biết là giữ cho mình thôi chứ đừng có ra ngoài là đi thử với ai đó, là sử dụng với ai đó rất nguy hiểm, mang tiếng mình ra nha. Nhớ đăng ký kênh của Toàn để xem nhiều cái video mới hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.